Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chúng ta là những người yêu audio thực thụ, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ với cặp JBL100 trơn nữa. Cách đây ít ngày tôi đã có một cặp rất đẹp và ngay lập tức đã được anh em tuyển chọn. Ngày hôm nay rất may mắn về thêm một cặp JBL100 trơn nữa. Đây là một trong những cặp loa mà chỉ cần nhắc đến tên của nó thôi, chắc hẳn tất cả những người yêu audio thực thụ đều biết đến danh tiếng. Các bạn biết là JBL100 trơn là một trong 10 cặp loa có ảnh hưởng đến thế giới audio nhất trong 50 năm qua, theo bình luận của rất nhiều những tạp chí audio. Các bạn biết là từ khi JBL100 trơn ra đời, ngay lập tức các phòng thu âm đã sử dụng nó như một trong những khuôn thước để kiểm tra lại bản thu, tức là kiểm tra lại độ chính xác của bản thu âm. Và các bạn thấy là ngay lập tức với sự ăn khách, thì JBL đã tung ra đời những model nữa, đó là những dòng JBL100 Century chép thẳng, rồi JBL100 Century chép thẳng hàng. Nhưng JBL100 Century, các bạn thấy giá hiện nay khá đắt. Ví dụ như JBL100 chép thẳng hàng tôi đang có hàng, giá đã lên đến 36 triệu đồng. Và JBL100 Century với tép chéo giá đã khoảng 33 triệu đồng. Nhưng các bạn thấy ngon bổ rẻ vẫn là những dòng JBL100 trơn, đẹp xuất sắc. Và những cặp như thế này có giá chỉ 26.500.000 đồng. Các bạn thân mến, nếu như các bạn sử dụng các dòng âm ly của Acufei, của Luman, âm ly đèn, các dòng âm ly của Mark Intok, vân vân, các bạn đánh vào những dòng như thế này, các bạn sẽ có một cái sự trải nghiệm mà không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tìm hiểu về các thiết bị audio, các bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn có nhu cầu sửa chữa thiết bị audio của gia đình có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và bây giờ các bạn có thể đến cơ sở của tôi để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc cũng như có thể lựa chọn những bài thuốc dân gian mà tôi tiếp thị. Và các bạn có nhu cầu tìm hiểu về những vị thuốc ngâm rượu để nâng cao sức khỏe, có thể kết bạn theo số điện thoại đang hiển thị phía bên tay trái của màn hình. Các bạn thân mến, tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần, nếu như chúng ta chơi audio thì các bạn thấy đó là một trong những niềm vui, một trong những thú vui rất là tao nhã và chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Còn đối với những người ngoại đạo, tôi nói từ ngoại đạo để cho nó phân biệt rất là rõ ràng, những người yêu audio và những người không có cái thú vui đó. Thế các bạn thấy lĩnh vực nào cũng thế. Và các bạn thấy là chơi audio thì chúng ta có những người bạn audio cùng có cái niềm đam mê, cùng có cái sự tao nhã trong tâm hồn với nhau. Và chúng ta chơi, hiểu và trân trọng cái thú vui đó của cái người bạn của mình. Và chỉ khi những người bạn audio đến với nhau bằng cái tình cảm và bằng cái sự trân trọng mà các bạn quen gọi là cái sự trân quý đấy, thì chúng ta mới hiểu được hết những cái nỗi niềm, hiểu được hết cái gu và cái hay, cái đẹp trong tâm hồn của cái người bạn audio của mình. Thì ai cũng thế, ai cũng có những người bạn. Có thể người bạn audio của mình là những người nhiều tuổi hơn mình, có thể là người ít tuổi hơn mình, hay là có thể những người bằng tuổi mình. Nhưng các bạn thấy rồi, tôi mới nói cái câu chuyện, nếu như mà các bạn đọc sách sử nhiều thì các bạn còn nhớ là khi cụ Nguyễn Du còn sống ấy, được triều đình phái đi sứ sang Trung Quốc, thì cụ nằm ở trong nhà nghỉ. Thời đó thì các bạn biết là được thiết đãi và nó đã có những cái mô hình như thế rồi. Thì cụ mới đọc một cái cuốn sách và cụ thấy là cuốn sách này có nói về một cái điển tích, nói về câu chuyện của nàng Tiểu Thanh, một trong những mỹ nữ Trung Hoa sống vào cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17 vào đời nhà Minh. Nàng Tiểu Thanh là một người con gái đẹp, đấy, một người con gái rất giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng bị cha mẹ bán và nàng lấy chồng là một người giàu và phải làm vợ bé. Thế thì do những cái người vợ cả người ta ghen ghét và bắt nàng phải ra ở một cái nhà hoang ở gần cái Tây Hồ đấy, ở trong kinh thành ấy. Thì sau đó buồn bực với những năm tháng cô đơn đấy, và cái sự quản thúc của cái người vợ cả, cuối cùng nàng làm thơ để lại cho đời rất nhiều những cái áng thơ hay, và sau đó nàng bạo bệnh và nàng qua đời ở cái tuổi xuân sắc nhất, đẹp nhất. Thế thì tính đến thời điểm cụ Nguyễn Du sang đi sứ thì đã được 300 năm rồi, từ câu chuyện của nàng Tiểu Thanh xảy ra thì đến khi mà cụ Nguyễn Du đến đi sứ sang Trung Quốc thì đã là khoảng 300 năm. Và cụ đã ngay lập tức cụ rất là cảm xúc và cụ đã viết cái bài Độc Tiểu Thanh Ký. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng internet. Những câu chuyện này thì thời đi học chắc hẳn chúng ta ai cũng biết. Và
khi mà khóc cho nàng Tiểu Thanh, thương cho số phận của những cái người có cái vận mệnh phong lưu. Để cụ Nguyễn Du cũng nhận mình là những người mắc cái án, tức là mắc cái án của những người phong lưu, tức là những người có cái tâm hồn nghệ sĩ, cách nhau 300 năm rồi mà vẫn cảm nhận được cái tình cảm như thế. Đấy, thế thì quấy cái bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký đó thì cụ Nguyễn Du cậu mới khóc, cụ mới khóc một câu là: bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp tố như. Tức là cụ nghĩ rằng là trước ta là 300 năm trước thì có nàng Tiểu Thanh buồn khổ như thế, nay ta hiểu, ta khóc nàng, và không biết là 300 năm nữa thì thiên hạ có ai là người khóc cho Tố Như không, tức là khóc cho cụ Nguyễn Du không. Thế thì các bạn biết là cũng chưa đến 300 năm thì cụ Tố Hữu có cái bài thơ là Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân, bâng khuâng nhớ cụ thương thân nàng Kiều. Đấy, thì ngay lập tức là cụ Tố Hữu cũng đã hiểu cái nỗi niềm của đó của cụ Nguyễn Du, mà chưa đến 300 năm thì Tố Hữu cũng là người đã khóc cho cụ Nguyễn Du. Tức là những cái người nghệ sĩ, những nhà thơ, những người chơi audio vân vân, tức là những người có cái tâm hồn rất tao nhã và những cái người mà hiểu nhau gọi là tri kỷ, thì có thể là sống ở những cái thời đại nó khác nhau nhưng người ta vẫn hiểu nhau ở một cái khía cạnh, đó là cái thú vui tao nhã và lan man mãi. Thì tôi sẽ tiếp thị đến các bạn một cặp loa nữa, đó là cặp loa Tannoy Sitelin TVW mà các bạn quen gọi là T2V. Đây là một cặp loa tuyệt đẹp đấy, các bạn thấy còn cả cò treo này. Thứ hai nữa, đây là một cặp loa có số series liền kề. Tôi nhắc lại các bạn là cặp loa có số series liền kề. Nói về Tannoy Sitelin TVW của Anh Quốc thì các bạn thấy đây là một trong những dòng loa có cách thiết kế với hình dáng vượt thời gian, không bao giờ lỗi mốt, bày ở bất cứ một thời đại nào, ở một cái căn phòng nào với cách thiết kế về nội thất kim cổ Đông Tây, nó đều toát lên cái sự sang trọng và đều cực kỳ hợp gu với phong cách thiết kế. Và các bạn nhìn thấy nó sử dụng một bát và một chép nằm trong lòng là đồng trục kiềng vàng. Có, các bạn nhìn thấy có cái công tắc đấy, cái nút vặn ấy để treo cái cờ đấy, tức là cái tem cờ đấy, thì các bạn có thể thay đổi cái độ sắc nét nhờ vào thay đổi các vị trí trên lỗ đó. Và cặp loa này chìa khóa trao tay cho các bạn tuyệt đẹp, giá là 68 triệu đồng. Các bạn thân mến, những cặp này thì nó áp dụng rất nhiều những cái công nghệ, đặc biệt là công nghệ tán âm của thằng Tannoy. Nó triệt tiêu sóng đứng, triệt tiêu sóng phản hồi ở trong lòng thùng. Cái ma trận tính toán rất là kỹ lưỡng, và thêm vào đó là người ta sử dụng cái gỗ rất là cao cấp để đóng, và các mối khớp của nó cực kỳ là đẹp mắt. Các bạn nhìn này, các bạn biết rồi. Cặp loa này với mức giá 68 triệu đồng sẽ cho các bạn được thưởng thức tất cả sự tinh túy, sự bác học, sự uyên bác trong âm nhạc mà các bạn phối ghép vào các dòng âm ly của Acouphay. Ví dụ các dòng 406 này, Acouphay 406 này, đấy, các dòng Acouphay 307 này, 307 này, Acouphay 212 này, vân vân, kể cả 305 hay 305V, 406, 406V tôi đều có cả. Thì các bạn ghép vào những dòng như thế này thì các bạn sẽ có một cái sự trải nghiệm mà chúng ta nghe rồi là không bao giờ quên được nữa. Đối với những bác mà có mức thu nhập bình bình hơn một chút thì chơi cặp này, đó là JBL 4312 trơn. Đấy, cặp này có giá 21 triệu đồng. Những dòng như thế này thì các bạn rất là dễ phối ghép vào âm ly, kể cả đánh vào các dòng Pioneer bình dân, các bạn đều nghe thấy nó có thể toát được lên hết những cái chất âm của nó. Ở đây thì các bạn thấy một chiếc âm ly nữa, đó là Luman 505S. Tôi nhắc lại nhé, âm ly Luman 505S có giá 36 triệu đồng, có cả điều khiển. Và đây là một trong những dòng âm ly rất là cao cấp, khi các bạn bật lên hai đèn VU của nó sẽ ve vẩy, giúp cho chúng ta vừa nghe nhạc đấy, vừa có thể ngắm nhìn được tất cả những cái biểu hiện ở trên cái đồng hồ VU đó. Và tôi nhắc lại là âm ly này thì rất là đẹp, thân của nó các bạn nhìn thấy đấy, cái màu vân gỗ rất là đẹp, giá 36 triệu đồng. Cặp loa này là JBL 100 trơn, nhắc lại các bạn nhé, đây là e căng của nó này, đấy, đây là e căng. Và cặp loa này thì giá chỉ 26 triệu 500 ngàn đồng thôi, nhưng nó là một trong 10 cặp loa ảnh hưởng đến thế giới audio nhất trong 50 năm qua. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn. Rất nhiều những cái dòng loa nữa mà tôi muốn tiếp thị đến các bạn, kể cả những dòng JBL 100 Century chép thẳng có giá 36 triệu đồng, hay JBL 4312 MK2. Đấy, các bạn nhìn thấy giá 27 triệu đồng. Những dòng Bookshelf Calib của Mỹ đấy, với mức giá 9 triệu đồng nguyên thùng. Rồi những dòng Kappa Infinity, đấy, Kappa 7 Bass 30 giá 22 triệu đồng. Đấy, rất nhiều. Rồi kể cả những dòng Onkyo, đấy, loa Onkyo D77 kiềng vàng đời chót, và Kenwood. Rồi rất nhiều các dòng JB có mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng, 14 triệu đồng, rồi 17, 18 triệu đồng. Rất nhiều các dòng JB của Mỹ, cũng như những dòng loa Bose mà các bạn có nhu cầu về những cái dòng
88A99AFB đều có hàng cả. Những dòng HPM100 rất là nhiều loa, hiện nay tôi đang có tới 5 cặp cho các bạn tha hồ chọn, đều là phiên bản 200W. Các bạn thân mến, một vài điều nói với các bạn về những dòng loa, những dòng âm ly và một vài cái tâm sự về cái thú vui tao nhã của những cái bậc tri kỷ, của những người mà có cái thú vui tao nhã. Thì tôi lan man, một là nói những câu chuyện vui, và thứ hai nữa là tâm sự, và thứ ba nữa là tiếp thị cho các bạn một vài cái sản phẩm. Nếu như các bạn quan tâm đến bất cứ một cái sản phẩm nào, mà kể cả trong lĩnh vực ca hát, karaoke của gia đình, thì các bạn có thể gọi điện theo số điện thoại. Bởi vì trong một video thì chúng tôi không thể nào tiếp thị được tất cả những sản phẩm mà tôi đang có. Vậy các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để liên tục cập nhật được những video bổ ích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.